Tập 17. Alo. Alo. Vậy em muốn nghe anh kể chuyện gì bây giờ đây? Em muốn nghe chuyện cười, chuyện kinh dị, hay là chuyện ấm áp? Tôi xa cái tuổi nghe kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ của Disney lắm rồi. Phải kể chuyện độc mà lạ. Ở trong sách không có thì tôi mới nghe. Được. Vậy anh sẽ kể câu chuyện của một cậu bé. Ngày xưa có một cậu bé, nó rất thương mẹ của nó. Mẹ nó làm lụng vất vả kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng cuộc sống của ba nó chỉ làm có ba việc, chính là uống rượu, đánh bạc và đánh phụ nữ. Đợi tới khi cậu bé đó lớn chút rồi muốn bảo vệ mẹ nó thì bà nó cũng đánh luôn cả nó. Đánh tới nỗi nó không thể đi học, đánh tới nỗi mẹ nó không thể ra ngoài đi chợ. Có một hôm ba nó bị xã hội đen đuổi theo đòi nợ. Nó nhìn thấy mấy đại ca lớn hơn nó không bao nhiêu, rất hung dữ độc ác. Ngay cả người ba biết đánh người cũng phải quỳ xuống xin tha. Lúc đó nó đã hiểu, chỉ có càng hung dữ, càng cố báo mặt thì mới đủ năng lực đưa mẹ nó rời khỏi cuộc sống giống địa ngục kia. Anh chỉ muốn năng lực của anh để bảo vệ người mà anh yêu. Không có ai mới sinh ra lại muốn chém giết trải qua cuộc sống phập phồng lo sợ. Đây là căn nhà đầu tiên Thiên Hưng bắt đầu đi làm và mua cho bác. Tuy nó không cao sang gì. Cái quyển du tới ngu vậy? Không phải tôi chỉ định. Đội trinh thám số 8 chờ tin của cậu đợi tới phiền luôn rồi, nên quyết định phái người của mình đi. Chào anh nhà quân. Em vào Ngô Giao rốt cuộc là việc cái gì? Mục đích của em cũng giống như anh vậy đó. Lẽ nào anh đã quên rồi sao? Chỉ dựa vào tiếng anh nhạc quân của em thì em đã mất tư cách đứng đây rồi. Anh khuyên em một lần nữa, rút khỏi nhiệm vụ đi. Anh nhạc quân, bây giờ anh có biết đội cảnh sát nói anh thế nào không hả? Nói anh đã trúng mỹ nhân kế của Ngô Bình An. Nói anh bây giờ đã không phân biệt được đúng sai, đã rơi vào bóng tối rồi. Cổ nhà quân anh chưa bao giờ hổ thẹn với nhiệm vụ của mình, càng huống hồ chuyện tình cảm không nằm trong phạm vi nhiệm vụ. Cho nên xin em được cái tự tung tự tác phá xét anh. Còn nữa, tập đoàn Nghĩa Thanh không như những xã hội đen khác, bọn họ có cách tự trị và kỷ luật rất cao. Bây giờ em đem theo tình cảm cá nhân vào đây giám sát anh thì đã không có tư cách làm gián điệp, nên mời em hãy rời khỏi đây. Đừng có liên lụy anh quỳ hết cả nhiệm vụ, hiểu chưa? Tiêu Tinh. Chào. Hello. Chào cô. Tới cùng lúc hả? Đúng không vậy có, đó. Tới sớm hơn. Lúc nãy chúng tôi còn nói về chuyện hồi còn đi học nữa. Trước kia hai người cùng chung trường hả? Đúng vậy đó. Nhưng mà đã lâu rồi tôi không gặp đàn anh này. Chắc là anh ấy sẽ không nhận ra tôi đâu. Tiêu Tinh à, con ăn gì chưa? Dạ con ăn no rồi. Ừ. Cô Tiểu Ngư, lát nữa cô dạy con beatbox có được không? Đương nhiên là được rồi.
Qua Tiêu Tinh biểu hiện gần đây không tệ nha, trả lời đúng nhiều câu lắm. Gần đây ba mẹ có dẫn con đi đâu chơi không? Gần đây thì không có. Vậy buổi tối ba con với mẹ con có ngủ chung với nhau không? Đương nhiên là có. Con cũng ngủ chung nữa. Nhưng mà cô Mỹ Kỳ nói con phải mau ngủ riêng, như vậy thì con mới mà có em trai với em gái chơi chung với con. Cô Tiểu Ngư là đàn em lớp dưới của anh hả? Đúng vậy. Trước kia là đàn em lớp dưới của anh, nhưng mà anh với cô ấy không thân cho nên là không có gì để nhắc tới cả. À, cuối cùng hôm qua anh có nói bí mật với em không vậy? Đương nhiên là anh rất giữ chữ tín, nói hết toàn bộ rồi. Anh có hả? Ừ. Sao em không nhớ gì hết? Hay anh nói lại lần nữa đi. Đã gọi là bí mật thì sẽ không nói lần thứ hai đâu, biết chưa? Hơn nữa có nghiên cứu chỉ ra rằng con người trong lúc ngủ thì thính giác vẫn hoạt động bình thường đó, cho nên về cơ bản thì em vẫn nghe thấy mà. Nhưng mà em không có nhớ gì hết, một chút ấn tượng cũng không có. Thật là nói rồi hả? Anh nói lại một lần nữa đi. Nhất định là anh lừa em, anh không có nói có đúng như vậy ai không? Ai lừa em chứ, anh có nói mà. Vậy thì anh nói một lần nữa đi. Muốn anh mắc câu, anh không bị không lừa có, đâu. Không có, nhất định là không có nói. Anh nói lại nữa đi. Không nói. Vậy thì em khóc cho anh coi. Khóc lóc chứ gì. Thôi được rồi, anh nói mà. Chữ đầu tiên là anh, chữ cuối là em. Chứ ở giữa rất đơn giản, em tự suy nghĩ đi. Anh... ba chấm em. Anh... ba chấm em. Anh bắt em, gãi em, để ý em. Anh là cái nào? Chính là anh phục em rồi. Sadaheo, Aishiteru, Ti amo. Chitam. Nói tiếng nước nào vậy? Cơm rắc cơm. Được rồi, anh biết em là con vẹt biết nói nhiều thứ tiếng được chưa? À, hay là anh thích kiểu ngôn ngữ này? Waka Eli. Hay là kiểu này hả? Ngổ ngoài lễ, ngổ tròn gài lễ. Con vẹt quay về hình người được chưa? Mới nãy em nói nhiều ba chữ kia lắm rồi, anh cũng nói một lần đi mà. Lời hay ý đẹp không nói hai lần đâu, vì tối hôm qua đã nói rồi mà. Mới nãy em nói nhiều như vậy rồi, anh không nói một lần hay sao? Nói một lần đi. Mẹ, lúc nãy mẹ nói là có chuyện muốn hỏi con. Là chuyện gì vậy mẹ? Con với cổ Nhạc Quân tiến triển tới đâu rồi? Lúc nãy mẹ thấy hành động qua lại thân mật giữa hai con không giống như đang diễn cho Tiêu Tinh xem. Tụi con... hai con đang quen nhau sao? Dũng chỉ bè nghĩ rằng con phân biệt rõ đâu là chân tình, đâu là trò chơi. Kết quả bây giờ, rốt cuộc con có biết con đang gánh lấy thân phận gì hay không? Con biết chứ, nhưng mà con với Nhạc Quân thật lòng mà. Con đừng có ngốc nữa. Cổ Nhạc Quân bảo vệ con là vì con là Ngô Bình An, là lão đại của Nghĩa Thanh, là tổng giám đốc của tập đoàn. Cậu ta thích con không phải bản thân con. Anh ấy đã biết tất cả.
Cái gì? Anh ấy biết con chính là Ngô Bình Phàm, cũng biết chị bị tai nạn nên hôn mê, còn biết con là tổng giám đốc giả. Thực ra anh ấy có thể lấy điều đó để uy hiếp con, vạch mặt con, nhưng mà anh ấy không có làm. Anh ấy vẫn tiếp tục diễn kịch với con, thậm chí là giả làm ba của Tiêu Tinh giúp cho Nghĩa Thanh chuyển hình công ty nữa. Hai tụi con đều là thật lòng vì đối phương mà hành xử. Mẹ, đối với đoạn tình cảm này con rất là muốn có được, con không muốn bỏ lỡ nó. Cô có biết gần đây có liên quan phim Đài Bắc không? Thật không? Đúng vậy đó, tôi muốn đi quá, không giành được vé. Đúng đó, hơn nữa gần đây nhiều ca, làm sao đây? Tôi sắp mệt muốn chết rồi đây, chỉ vì bệnh nhân mấy ngày nay. Hay. Bỏ đi, không nói nữa. Thì đó. Khi nó phát hiện đây là con đường không thể quay đầu, thì khi muốn rời đi, đã không thể muốn quay đầu là quay đầu được nữa. Không nên ở trong bệnh viện nói xấu bệnh nhân. Được rồi. Xin chào. Ê, chào bác sĩ Giang. Chào bác sĩ Giang. Mọi người ăn trễ quá chị. Đúng vậy đó. Đúng. Em sao vậy? Sao mắt đỏ que vậy? Đâu có. Tối qua ngủ không ngon thôi. Anh, bác sĩ Giang, tối nay anh có trực không? Chúng tôi muốn giúp anh mở tiệc tẩy trần đó mà. Nếu Tịnh Tuyên đi thì tôi sẽ đi. Tịnh Tuyên đi thì anh ấy đi kìa. Mau lên. Không biết Tịnh Tuyên có phải là máy hút trai đẹp không? Trước kia là đại ca xã hội đen, lần này lại là đàn ông đơn thân kim cương bác sĩ Giang của chúng ta. Đúng đó Tịnh Tuyên, cô cũng đi đi, không thì bác sĩ Giang không có chịu đi đâu. Hôm nay tôi có lớp học nhảy rồi, lần sau đi. Trời ơi, làm sao đây? Làm như vậy chúng ta không thể ăn cơm với bác sĩ Giang rồi. Vậy để anh đưa em đi học nhảy được không? Tối nay có thể đưa em về nhà nữa không? Tịnh Tuyên, tối nay đi với tụi này đi. Tụi này rất muốn đi ăn với bác sĩ Giang đó. Cô đừng có làm tụi này mất hứng mà. Làm ơn đi, tôi massage cho cô nha. Đi một đi chút đi là được rồi, một chút đi. Thôi. Đi đi mà. Được rồi, vậy thêm tôi nữa. Thật không? Hay quá. Yeah. Hôm nay tôi có việc rồi, anh không cần tới đón tôi. Trên mặt tôi có cái gì sao? Sao mà cô nhìn tôi hoài vậy? Không có gì, là tôi giúp các bạn cùng lớp khác nhìn thôi. Bạn cùng lớp? Trước kia cổ nhà Quân nổi tiếng lắm sao? Đúng vậy đó. Mỗi năm tới lễ tình nhân là anh nhà Quân nhận được rất nhiều sô-cô-la và quà, nhiều tới mức còn tặng cho các anh lớp trên khác nữa. Rất là khoa trương. Đúng là có chút khoa trương. Cô không biết chuyện này sao? Anh ấy không nói cô biết hả? Có thể là có, là tôi quên thôi. Anh hát bài chúc mừng sinh nhật giúp em đi. Anh không có biết hát mà, em cứ ước luôn đi nha. Còn nữa, anh nhạc Quân có một điểm rất thu hút con gái. Là gì? Chính là anh ấy rất biết hát tình ca. Em muốn nghe anh hát, không bằng em giết anh luôn đi. Tình ca. Chắc là anh nhạc Quân từng hát cho cô nghe rồi. Bài hát Định Tình của hai người là bài nào? Tung tung tung, tung 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 trên bài này.
Có thể anh ấy gặp phải chuyện gì nên bị phong bế rồi, nhưng cô đừng để ý. Giữa người yêu với nhau có chút bí mật thì mới là bình thường. Đúng vậy, cơ sở của hôn nhân chính là tin tưởng lẫn nhau. Đúng rồi, làm thế nào mà cô với Nhạc Quân ở bên nhau vậy? Tôi với anh ấy đồng nghiệp, rồi anh ấy tới nhận con. Nhưng nếu tính theo tuổi của Tiêu Tinh mà nói thì anh ấy phải kết hôn từ lúc mới tốt nghiệp mới phải. Sao không có ai đi dự tiệc mừng của anh ấy? Tổng giám đốc à, Tiêu Chính nói công ty có việc kêu chúng ta qua đó đó. Ờ, đi thôi. Vậy lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nha. Thật ngại quá. Ê, Tiểu Chích nói công ty có việc gì? Tiểu Chích nói công ty không có chuyện gì hết. Hả? Ồ, sao anh lại kéo em đi gấp dữ vậy? Không phải mà. Ờ, anh làm vậy là vì sợ em làm lộ chuyện anh giả làm ba thôi, hiểu chưa? Lúc nãy nghe cô ấy nói hồi học đại học anh rất được yêu thích cho nên trở thành một người rất là kiêu kỳ và lạnh lùng. Em phát hiện có rất là nhiều chuyện anh chưa bao giờ nói cho em biết. Là chuyện gì? Thì chuyện hồi anh học đại học rất là được yêu thích, nhận được nhiều thư tình, đại loại là vậy đó. Hồi học đại học á, anh chỉ biết có hai con đường thôi. Một là con đường đến giảng đường, hai là đường đến thư viện. Anh không biết là Lý Nguyễn Du đã nói gì với em, nhưng mà anh tin là em nhất định đủ năng lực đi phân biệt đâu mới là đúng sự thật với anh. Tại sao vậy? Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt của anh thì em không thể suy nghĩ gì khác nữa, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời anh mà thôi. Anh nói xem, có phải anh dùng bùa chú gì lên người em hay không? Hả? Anh nói đi. Nói đi mà. Đúng, anh đã bỏ bùa em rồi. Bây giờ sẽ biến em thành một con cá nóc, sau đó biến thành con heo con. Biến. Ê, anh như vậy làm hư mũi 300.000 của em rồi đó. Đau quá. Anh xin lỗi. Em chỉ gạt anh thôi. Anh chơi vui quá ha. Em cũng muốn làm như vậy. Hả? Làm đi. Một giây biến thành con sóc nè. Không muốn. Làm con sóc mau lên đi. Con sóc. 1, 2, 3. Con sóc. Con sóc. Con sóc. Mặt lẹ. Ừ. Con thỏ. Ừ. Con sóc. Con thỏ. Mình yêu thầm Nhạc Quân lâu rồi, chưa bao giờ thấy anh ấy cười vui như vậy. Còn gì chọc con gái mà làm mặt quỷ mặt sóc. Anh ấy thực sự chìm quá sâu rồi. Nếu mình không ra tay kéo anh ấy lại, sợ là anh ấy sẽ không về đội cảnh sát nữa. Tối nay mình nhất định phải lợi dụng Tiêu Tinh để ở lại. Tạm biệt. Tạm biệt cô giáo. Tạm biệt cô giáo. Nghe nói con có mối quan hệ bất thường với một tiêu điều tra, về nhà gặp ba ngay. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Ba của anh biết chuyện chúng ta rồi. Vậy? Nhưng mà em đừng lo, anh sẽ đối phó. Mẹ. Phu nhân. Hai đứa qua đây một lát đi, mẹ có chuyện muốn nói. Dạ. Kết hôn. Bình Phàm đã nói hết tất cả mọi chuyện với tôi rồi. Bây giờ trong Nghĩa Thanh chỉ có một mình cậu là hiểu rõ tình hình nhà chúng tôi, bao gồm công ty và việc tư.
cậu đã có được một vị trí không thể nào thay thế được. Nhưng mà nói thật thì tôi không hề giống như con gái tôi, tin tưởng cậu mà không hề phòng bị. Cho nên ý của phu nhân là chỉ cần trở thành người của mình thì mới đạt được sự tin tưởng của phu nhân. Cậu đúng là rất thông minh. Trong một thời gian ngắn như vậy có thể khiến con gái tôi yêu cậu, thuyết phục Thiên Hưng, còn được lòng của các anh em trong Nghĩa Thanh. Cậu đúng là một nhân vật không thể thiếu bên cạnh tổng giám đốc đó. Cho nên tôi mới không hạ độc thủ chia cắt hai người. Nhưng mà nếu như cậu muốn tiếp tục bảo vệ tất cả mọi thứ thì bắt buộc phải lấy hôn nhân làm đảm bảo. Mẹ à, như vậy là ép hôn đó. Con với Nhạc Quân mới bên nhau được bao lâu đâu, chuyện đó không cần phải gấp như vậy. Hai đứa vẫn chưa kết hôn mà con đã đứng về hướng nó. Kết hôn hay không, cậu ấy phải nói một tiếng với mẹ. Mẹ à, có thể cho tụi con. Bây giờ tôi sẽ trả lời phu nhân. Hay sao cô không để ý tại cô đó. Khét hết rồi kìa. Ê, mau nhìn đi. Đúng khét hết rồi nè. Ê, bác sĩ Giang, anh đến rồi. Bác sĩ Giang, chỉ đợi mình anh thôi. Ngồi đi, ngồi đi. Cái này tôi đặc biệt người bác sĩ đó. Người khác muốn ăn cũng không được đâu. Lý Quỳnh, cảm ơn nha. Nhưng mà tôi không thích ăn lòng cho lắm. Cho Tình Tuyên ăn đi, cô ấy thích ăn lắm. Hả? Ngon vậy hả? Bác sĩ Giang, anh tới bệnh viện rồi. Y tá trực nói là em đi tiệc tẩy trần của Giang Thánh Hy. Anh thử món này đi, ngon lắm đó. Đang ở đâu? Anh tới đón em. Món này ngon thiệt ha. Tôi đang uống với đồng nghiệp rất vui. Tôi đặc biệt nước anh tới làm gì? Chẳng đâu, mọi người cạn ly nào. Cạn ly. Được rồi, từng người một thôi nha. Cô nghịch ngợm nhất trong bệnh viện của chúng ta phải không? Uống rượu hại thân. Nếu như phải uống thì anh sẽ uống thay em. Không thì anh liền lật tung hết từng quán ở Đài Bắc để tìm em đó. Nè, đừng lý. Được thôi, vậy tôi cho anh hai gợi ý. Một, con đường mà mọi cô gái đều hằng mong ước tới. Hai, quán rượu không có món Nhật. Nào nào nào, dứt giả rồi. Hôm nay không sai không về nha. Uống đi, được thôi. Không sai không về nha. Không sai không về nha. Thánh Hy, đi này em kính anh. Cảm ơn anh đã giúp cho em một việc rất lớn. Em nói về chuyện mổ cho Triệu Thiên Hưng đó hả? Em lấy chuyện đó ra để mà cảm ơn anh. Có hơi coi thường anh rồi đó. À, em biết một ly không đủ thành ý, vậy em sẽ uống ba ly để cảm ơn anh ha. Hả? Ba ly đâu? Nào, tiếp tục đi nào. Hay quá. Quang Hô. Nè. Hay quá. Tình Tuyên ơi, trước giờ anh chưa từng nghĩ tới việc dùng chuyện đó để mà lấy tình cảm ở chỗ em. Được rồi, em ngồi xuống ăn trước đi. Các vị, một lát nữa tất cả những ai muốn uống cùng với Tình Tuyên thì tôi sẽ uống thay cho cô ấy. Trời ơi, ghê lắm quá. Bác sĩ Giang ghê lắm quá ta. Bác sĩ Giang hay thiệt. Lấy quyền gì mà không cho ai uống với mình chứ. Vậy thì mình tự uống. Cảm ơn. Đúng rồi, bây giờ chúng ta chơi trò hoàng hậu bị tái chúng tôi thích nhất có được không hả? Được. Trò hoàng hậu thì hoàng hậu là lớn nhất. Mặc kệ ai rút được hoàng hậu đều phải nghe theo lệnh của người đó. Ok không? Được đó. Quang Hô. Số 4 âm số 6. Yeah. Bây giờ tôi ra lệnh. Tôi muốn số 10 hôn người phụ nữ mà anh ấy thấy đoan trang nhất ở đây. Mau lên gì ta? Số 10 vậy? Ai vậy? Là người nào vậy ta? Ai là số 10 hả? Ai là số 10? Ai vậy ta? Là ai vậy? Wow. Yeah. Không biết bác sĩ Giang chọn ai đi ha. Chọn kỹ nha. Không lẽ nào. Hồi hộp quá nha. Nhanh lên đi. Adita, hồi hộp quá. Để coi bác sĩ Giang chọn ai vậy. Wow. Hôn
hôn cô ấy, 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 hôn cô ấy. Là gì? Không biết, hình như là xã hội đen đấy. Đã kêu em đừng có uống nhiều rồi mà. Triệu Thiên Hưng, anh tìm tới đây thiệt đó hả? Tại sao anh lợi hại vậy chứ? Đừng nói anh đặt máy theo dõi trên người tôi đó nha. Anh giấu ở đâu? Anh giấu ở đâu? Tóc hả? Đâu có. Xin lỗi nha, đây là chỗ của chúng tôi, người không liên quan, mời ra ngoài cho. Xin lỗi, đây là người phụ nữ của tôi, anh không có tư cách đụng vào cô ấy. Là sao vậy? Anh nói gì? Đi thôi. Không, túi của tôi nữa, túi của tôi, anh đưa tôi đi đâu vậy? Sao vậy? Anh ta đưa cô ấy đi đâu vậy? Anh ta làm gì vậy? Nè, đi đâu vậy? Thả tôi xuống. Nè, khoan đã. Anh muốn đưa cô ấy đi đâu vậy? Buông ra đi. Tình Tuyên muốn đi đâu, tôi đi đó. Còn vấn đề gì nữa hả? Tôi không để cho Tình Tuyên uống say đi với anh được. Bây giờ buông cô ấy ra. Vậy tôi cũng không thể nào giao Tình Tuyên cho một tên. Nhưng lúc cô ấy say muốn sàm sỡ cô ấy, cho dù chỉ là trò chơi cũng quá đáng lắm rồi. Tôi không có mức phẩm chất như anh nói. Tôi sẽ nhờ đồng nghiệp nữ đưa cô ấy về. Tình Tuyên, qua đi. Gì vậy? Nè, buông tay đó. Anh buông tay mới phải đó. Chẳng như vậy cô ấy bị thương đó. Anh kéo cô ấy không bị thương hay sao? Mình đi thôi. Tình Tuyên, đi thôi. Tình Tuyên, qua đây. Tình Tuyên, cẩn thận đó. Hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa được không? Ấu trĩ quá. Tình Tuyên à, xe anh đậu bên kia kìa, anh tìm người đưa em về. Muốn làm sứ giả bảo vệ qua mà còn uống say, thân mình còn lo chưa xong nữa kìa. Tịnh Tuyên, xe anh bên kia, lên xe đi. Tịnh Tuyên à. Thánh Hy, đối với tôi, bệnh viện của chúng ta rất là quan trọng, nên anh ngàn lần không được lái xe, nguy hiểm lắm. Hứa với tôi nha. Triệu Thiên Hưng, tôi cảnh cáo anh không được làm gì bậy bạ với Tịnh Tuyên. Nếu không thì tôi anh sẽ đang nguy hiểm tôi à. Ngay cả lúc say, Tịnh Tuyên cũng nhắn tin cho tôi tới đón cô ấy về. Bây giờ cũng chọn lên xe của tôi. Việc này nói lên điều gì anh hiểu rõ mà. Đi thôi, cẩn thận đó. Cố Tình Tuyên à, em đã chọn sai con đường rồi. Anh đưa tôi đi đâu á? Đưa em về nhà. Tôi không muốn về mà. Lần nào hỏi tôi cũng nói là đưa tôi về nhà. Tôi có nói là tôi muốn về nhà đâu chứ. Đừng có lần nào cũng chưa có sự đồng ý của tôi, thì đột nhiên anh chạy vào đầu óc của tôi khiến tôi ngủ không được. Anh có biết là anh phiền lắm không? Vậy em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Tôi muốn đi ăn gà kho dầu mè. Còn muốn đạp xe đạp đôi nữa. Xe mặt trời mọc. Được, anh chở em đi. Sao vậy?
Sao em lại nhìn anh với ánh mắt đó? Em muốn ăn gì thì cứ nói đi, không sao đâu.